Ngày 23 tháng 5, Đoàn Thanh niên phường Bắc Sơn phối hợp với Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích năm học 2021-2022 cho học sinh nhà trường. Trong chương trình, Đoàn Thanh niên phường Bắc Sơn đã tuyên truyền các nội dung như tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu gây ra đuối nước, các phương pháp cứu đuối và sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước. Các em học sinh cũng đã được tham gia giao lưu trả lời câu hỏi về kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích. Buổi tuyên truyền đã giúp các em có những kiến thức cơ bản về cách phòng tránh đuối nước và xử trí để tự bảo vệ mình khi gặp sự cố. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần thiết thực vào công tác phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn phường Bắc Sơn cũng như thành phố, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè.